Chương 32 Giê-xu giao huấn Giu-đa. Vẫn còn là Giê-xu và Giu-đa. Sau khi đã cầu nguyện ở chỗ gần nơi thánh nhất mà các người Israel được phép, họ ra khỏi đền thờ. Giu-đa muốn ở lại với Giê-xu, nhưng ước muốn này trái với ý thầy. Giu-đa, thầy muốn ở một mình về ban đêm. Trong đêm thanh vắng, tâm hồn thầy rút được lương thực nơi cha. Kinh nguyện, suy ngẫm và cô tịch cần thiết cho thầy hơn của ăn vật chất. Kẻ muốn sống bằng tâm hồn và mang những người khác tới cùng một đời sống thì phải để thân xác ở đằng sau. Thầy nói hầu như phải giết nó để dành mọi sự săn sóc cho tâm hồn. Giu-đa, điều đó đúng cho hết mọi người, cho cả con nữa, nếu con thực tình muốn thuộc về Thiên Chúa, tức là về siêu nhiên. Nhưng thầy ơi, chúng ta còn ở trên trái đất, làm sao chúng ta có thể bỏ rơi thân xác để hoàn toàn săn sóc tâm hồn? Điều mà thầy nói chẳng ngược với giới răn của Thiên Chúa. Đừng giết người. Sao? Giới răn này có cấm giết mình không? Nếu sự sống là một ơn của Thiên Chúa, chúng ta có phải yêu nó hay không? Với con, thầy sẽ không trả lời như thầy trả lời cho một tâm hồn đơn sơ. Với kẻ đơn sơ, chỉ cần ngước mắt tâm hồn lên tới phạm vi siêu nhiên là làm cho nó bay cao lên cùng với chúng ta tới lãnh vực của thần trí. Còn con không phải là một người đơn sơ. Con được đào tạo trong một khung cảnh nó đã chế luyện con, nhưng nó cũng làm ô nhơ con bằng những sự tinh tế của nó và các nguyên tắc của nó. Giu-đa, con có nhớ Sa-lô-môn không? Ông là kẻ khôn ngoan nhất thời ấy. Còn có nhớ điều ông nói sau khi đã khám phá tất cả những hiểu biết của thời đó? Phù vân của mọi phù vân, tất cả đều là phù vân. Kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của người, đó là tất cả con người. Bây giờ, thầy bảo con rằng, trong các món ăn, phải biết ăn những gì có sức nuôi dưỡng, chứ đừng ăn chất độc. Nếu chúng ta biết rằng một món ăn độc hại thì nó tạo ra trong chúng ta những phản ứng xấu mạnh mà bản chất tự nhiên của chúng ta không thể trung hòa được, thì phải từ bỏ món ăn này dù là nó hấp dẫn vị giác. Bánh thông thường với nước suối có giá trị hơn là các món ăn phức tạp ở bàn ăn hoàng gia xông mạnh lên vì gia vị làm độc hại. Con phải tránh cái gì thầy? Tất cả những gì nó làm cho con xao xuyến, vì Thiên Chúa là bình an. Nếu con muốn đi trên đường của Thiên Chúa, con phải loại bỏ khỏi tâm hồn con, quả tim con và thân xác con tất cả những gì không phải là bình an, những gì mang sự xao xuyến theo với nó. Thầy biết là khó để đào tạo lại mình, nhưng thầy ở đây để giúp con thực hành nó. Thầy ở đây để giúp con người lại trở thành con Thiên Chúa, tái tạo lại như sự tạo dựng thứ hai, một sự tự tái sinh mà người ta tự ý muốn. Nhưng hãy để thầy trả lời con về điều con hỏi thầy, để con không nói rằng con ở lại trong lầm lạc là tại lỗi thầy. Thực tình, việc tự tử là sát nhân thực sự, dù là về đời sống của ta hay của người khác. Sự sống là ơn của Thiên Chúa, và chỉ mình Thiên Chúa có quyền cất lấy. Ai tự tử là thú nhận sự kiêu căng của họ, và Thiên Chúa ghét sự kiêu căng. Thú nhận kiêu căng à? Còn nói đúng ra là thất vọng. Thất vọng là gì?
nếu không phải là kiêu căng. Judah, hãy suy nghĩ, tại sao một người thất vọng bởi vì bất hạnh đè nặng trên nó, mà nó, với các phương tiện riêng của nó không thể tiếp tục tới cùng, hoặc vì nó có tội mà nó xét rằng Thiên Chúa không thể tha cho nó. Trong trường hợp nọ cũng như trường hợp kia, chẳng phải là kiêu căng cai trị nó hay sao? Con người chỉ muốn kiêu hãnh với chính mình thì không còn khiêm nhường để giơ tay ra cho Cha và nói với người: con không thể, nhưng Cha có thể. Xin giúp con, vì chính Cha là người ban tất cả những gì con hy vọng và chờ đợi. Còn người kia thì nói: Thiên Chúa không thể tha cho tôi. Nó nói vậy vì nó đo Thiên Chúa bằng cái đấu của nó. Nó biết rằng một kẻ bị xúc phạm như nó đã xúc phạm tới người thì họ không thể tha. Đó cũng là kiêu căng. Người khiêm nhường thì thương xót và tha thứ, dù nó phải khổ vì sự xúc phạm nó đã chịu. Kẻ kiêu căng không tha thứ. Nó cũng kiêu căng vì nó không thể cúi mặt để nói: lạy Cha, con đã phạm tội, xin Cha tha cho. Đứa con khốn nạn đắc tội. Nhưng Giuđa, con không biết rằng tất cả sẽ được Chúa Cha tha thứ nếu sự tha thứ được van nài với con tim chân thành và thống hối, khiêm nhường, ước ao phục sinh trong điều thiện. Nhưng có những tội không thể tha được, nó không thể được tha. Tại sao con nói như vậy? Điều đó sẽ thực khi con người muốn như vậy. Nhưng sự thật, ôi, sự thật thầy bảo con rằng, cả sau bao nhiêu và bao nhiêu lỗi phạm, nếu kẻ có tội chạy đến chân Cha, người được gọi là Cha là vì vậy. Ôi Giuđa, đó là người Cha chọn hảo vô cùng. Nếu nó khóc lóc van nài, người tha cho nó, tự nguyện đền tội, không thất vọng, thì Cha sẽ cho nó các phương tiện để đền tội, để đáng được ơn tha thứ và cứu linh hồn nó. Vậy thầy nói rằng những người mà sách thánh nói tới là đã tự tử, họ đã hành động xấu. Không được phép tàn bạo với ai, cũng không được với chính mình. Họ đã hành động xấu trong sự không hiểu biết rõ của họ. Có một số trường hợp còn có thể hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng khi ngôi lời đã soi sáng mọi sự thật và đã cho các tâm hồn sức mạnh của Thánh Linh người, thì từ lúc đó, những kẻ chết trong thất vọng sẽ không được tha nữa. Trong lúc phán xét riêng, cũng như sau bao thế kỷ ở trong hỏa ngục, cũng như khi phán xét chung, không bao giờ nữa. Điều này là Thiên Chúa khắc nghiệt ư? Không, đó là công bằng. Thiên Chúa sẽ nói: Mi đã xét xử, Mi là tạo vật được phú bẩm lý lẽ và khoa học siêu nhiên, được tạo dựng tự do để theo con đường mà Mi chọn. Mi đã nói: Thiên Chúa không tha cho tôi xa cách người muôn đời. Tôi xét rằng tôi bị luật phạt vì tội tôi, tôi tự tử để khỏi phạt hối hận. Mà Mi không nghĩ rằng sự hối hận sẽ không hành hạ Mi nếu Mi chạy vào lòng hiền phụ của ta. Vậy cho xảy ra cho Mi như Mi xét đoán, ta không xâm phạm tự do mà ta đã cho Mi. Đấng hằng hữu sẽ nói như vậy với kẻ tự tử. Hãy nghĩ tới đó, Giuđa. Sự sống là một ơn mà ta phải yêu, nhưng nó là ơn thế nào? Một ơn thánh. Vậy phải yêu nó cách thánh thiện. Sự sống tồn tại bao lâu thể xác còn chịu đựng được, rồi bắt đầu đời sống lớn, đời sống đời đời, hạnh phúc cho kẻ công chính, khốn nạn cho kẻ không như vậy.
Sự sống là mục đích hay phương tiện? Đó là phương tiện. Vậy, hãy cho sự sống những gì nó cần, để nó tồn tại mà phục vụ tâm hồn trong cuộc chinh phục của nó. Hãy tiết chế xác thịt trong mọi ước muốn của nó, trong tất cả. Tiết chế con tim trong những đam mê loài người. Trái lại, dành không giới hạn cho các đam mê đến từ trời, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, ý chí phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, vâng lời Thiên Chúa, anh hùng trong điều thiện và các nhân đức. Thầy đã trả lời con tất cả rồi đó, Giuđa. Con có nhìn nhận không? Sự giải thích có đủ cho con không? Hãy luôn luôn chân thành và hỏi nếu con chưa biết đầy đủ. Thầy ở đây để làm thầy dạy dỗ. Con hiểu, và như vậy là đủ. Nhưng thật khó để làm những điều con hiểu. Thầy thì thầy có thể, vì thầy là thánh. Nhưng con là một người còn trẻ, đầy sức sống. Giuđa, thầy đến là cho loài người, chứ không phải cho các thiên thần. Các đấng không cần thầy giáo. Các đấng thấy Thiên Chúa sống trong thiên đàng của người. Các đấng không phải không biết những đam mê loài người, vì trí tuệ là đời sống của các đấng, cho các đấng biết tất cả, kể cả những đấng không làm kẻ hộ mệnh cho con người. Các đấng thiêng liêng, các vị chỉ có thể phạm một tội, giống như một trong các đấng đã phạm và đã lôi kéo những kẻ không vững vàng trong đức mến. Tội kiêu căng, cái mũi tên đã làm biến dạng Lucifer từ vị đẹp nhất trong các tổng thần, nó thành quái vật ghê tởm của địa ngục. Thầy không đến cho các thiên thần, mà sau sự sa ngã của Lucifer đã run sợ đối với mỗi dấu vết nhỏ mọn nhất của một tư tưởng kiêu căng. Nhưng thầy đến cho loài người để làm cho họ thành thiên thần. Con người là sự chọn hảo của việc tạo dựng. Họ có thần tính của các thiên thần và sắc đẹp chọn hảo của loài vật. Trong tất cả thực thể sinh vật và luân lý của họ, không một tạo vật nào sánh bằng với họ. Họ là vua trái đất, cũng như Thiên Chúa là vua trời. Và một ngày, cái ngày mà họ ngủ, giấc ngủ sâu cùng trên trái đất, họ sẽ trở nên vua cùng với Cha trên trời. Satan đã cắt đứt đôi cánh của thần nhân. Nó đã ghép cho họ những móng vuốt của thú dữ và cho họ cái khác dơ bẩn. Nó đã làm cho họ thành một quỷ nhân hơn là một người thô sơ. Thầy muốn xóa bỏ điều xấu mà Satan đã làm, triệt tiêu cái đói của thể xác đồi trụy và dơ bẩn, trả lại đôi cánh cho con người và dẫn họ về nước Thầy, để họ chia phần gia tài của Cha trên thiên quốc. Thầy biết rằng con người, nếu họ muốn, họ có thể làm tất cả những gì Thầy nói, để lại trở thành vua và thiên thần. Thầy không nói với các con điều các con không thể làm. Thầy không phải nhà hùng biện rao giảng những giáo thuyết bất khả thi. Thầy đã mặc một thân xác thực sự để bởi kinh nghiệm của một bản tính xác thể. Thầy biết thế nào là những cám dỗ của con người. Còn tội lỗi, cám dỗ thì mọi người có thể bị, còn phạm tội thì chỉ những người muốn. Thầy không bao giờ phạm tội à, Giê-xu? Thầy không bao giờ ưng thuận với tội lỗi. Và như vậy, không phải vì Thầy là con Chúa Cha, nhưng vì Thầy muốn điều đó, để chứng tỏ với loài người rằng, con người không phạm tội, vì người không muốn phạm tội.
Vậy, nếu họ không muốn phạm tội, thì họ không thể phạm tội. Thầy không bao giờ bị cám dỗ sao? Thầy 30 tuổi rồi, Yuda. Đâu phải thầy sống trong hang, trên núi, nhưng sống giữa loài người. Cho dù thầy sống ở một nơi cô tịch nhất trên trái đất, con nghĩ rằng cám dỗ không thể tới sao? Chúng ta có tất cả, ở ngay trong chúng ta, điều tốt và điều xấu. Chúng ta mang tất cả, đi theo với chúng ta. Thiên Chúa thổi trên điều tốt, để cho nó hừng lên như một bình hương, thơm tho, ngọt ngào và thánh thiện. Satan thổi trên điều xấu, để làm cho nó thành một dàn hỏa thiêu, bằng lửa hỏa ngục của nó. Nhưng ý muốn chăm chú và lời cầu nguyện không ngừng, giống như cát ướt trên lửa hỏa ngục, nó dập tắt lửa và toàn thắng. Nhưng nếu thầy không bao giờ phạm tội, thì làm sao thầy có thể phán đoán tội nhân? Thầy là một người và là con Thiên Chúa. Điều mà thầy có thể không biết và xét đoán sai, với tư cách là một người, thì thầy biết và xét đoán đúng với tư cách là Thiên Chúa. Ngoài ra, Yuda, hãy trả lời câu hỏi này. Khi một người đói, thì họ khổ hơn khi nói: bây giờ tôi đi ngồi và bằng ăn. Hay là khi nói: không có đồ ăn cho tôi. Họ khổ hơn trong trường hợp thứ hai, vì nguyên việc biết rằng mình không có đồ ăn đã đem tới cho họ mùi vị của món ăn và làm cho tạng phủ của họ quặn lạ vì thèm. Đó, Yuda, cám dỗ cắn vào các con như cái thèm này. Satan làm cho nó thành sắc nhọn hơn, chính xác hơn, hấp dẫn hơn hết mọi thỏa mãn. Ngoài ra, hành động đem lại sự thỏa mãn, đôi khi đưa đến sự chán ngán ghê tởm, trong khi cám dỗ không làm cho người ta yếu nhược, nhưng giống như một cái cây mà người ta cắt tỉa, nó phát triển tốt hơn. Thầy không bao giờ nhường bộ à? Thầy không bao giờ nhường bộ. Làm sao thầy có thể? Thầy nói: lạy cha, xin đừng để con vào cơn cám dỗ. Thế nào? Thầy, đấng Messiah, thầy làm phép lạ mà thầy phải xin cha giúp. Không phải chỉ xin giúp, mà thầy xin người đừng đặt thầy vào trong cơn cám dỗ. Con nghĩ rằng vì thầy là như thầy là, thầy có thể vượt qua cha sao? Ôi không, thực vậy. Thầy bảo con rằng cha ưng thuận cho con tất cả, nhưng con cũng nhận tất cả từ cha. Và thầy bảo con rằng tất cả những gì người ta xin cha nhân danh thầy thì sẽ được nhận lời. Nhưng đây, chúng ta đã đến Gethsemane, nơi thầy ở. Ta đã nhìn thấy những cây ô liu đầu tiên bên kia bức tường. Con ở bên ngài Tô Phê. Tối rồi, con không nên đi lên mãi trên kia. Chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai tại cùng một nơi. Chào, bình an cho con. Cũng bình an cho thầy. Nhưng con muốn nói với thầy một điều khác. Con sẽ hộ vệ thầy tới Siron, rồi con trở lại. Tại sao thầy cứ ngự ở một nơi ẩm ướt này? Thầy biết người ta nhìn vào nhiều thứ. Thầy không biết ai trong thành phố có căn nhà đẹp sao? Con, nếu thầy muốn, con có thể dẫn thầy tới nhà bạn bè. Họ sẽ cho thầy ở vì tình bạn đối với con. Và đó sẽ là chỗ ở xứng đáng hơn đối với thầy. Con tin vậy sao? Thầy không tin. Xứng hay bất xứng đều có trong mọi tầng lớp xã hội. Và không thiếu bác ái, cũng không để lỗi sự công bằng. Thầy nói với con rằng bất xứng, những cái bất xứng quỷ quyệt, thường có nơi các kẻ tay to mặt lớn. Không cần,
cũng không lợi ích gì. Phải mạnh thế mới là tốt, hoặc để che đậy những điều tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Tất cả đều đảo lộn dưới dấu hiệu của Thầy, và không phải kẻ quyền hành, nhưng là kẻ khiêm nhường và thánh thiện sẽ là những kẻ lớn. Nhưng để được kính trọng, để áp đặt, Herode có được kính trọng không? Caesar có được kính trọng không? Không, người ta ráng chịu. Nhưng trên môi, cũng như trong lòng, người ta nguyền rủa họ. Với những người tốt, và ngay cả với những người ước ao nên tốt, Giuđa, hãy tin chắc rằng Thầy sẽ được tín nhiệm bởi các kẻ khiêm tốn hơn là bởi bộ tịch của các kẻ mạnh. Vậy là Thầy khinh bỉ tất cả các kẻ mạnh. Thầy sẽ làm cho họ thành kẻ thù. Còn con tính nói về Thầy với những người danh giá mà con biết. Thầy không khinh ai. Thầy tới với người nghèo cũng như người giàu, với kẻ nô lệ cũng như ông vua, với kẻ trong sạch cũng như người tội lỗi. Nhưng nếu Thầy biết ơn những người đã cho Thầy một tấm bánh và một mái nhà khi Thầy mệt, dù là mái nhà nào và lương thực nào, thì Thầy sẽ luôn luôn thích những kẻ khiêm tốn hơn. Những kẻ lớn, họ đã có bao nhiêu thứ để vui. Người nghèo thì chỉ có sự ngay thẳng của lương tâm họ, với một tình yêu trung thành, các con cái và nỗi vui khi được nghe bởi những người ở trên họ. Thầy sẽ luôn luôn cúi xuống trên người nghèo đau khổ, tội lỗi. Thầy cảm ơn con vì sự ân cần của con, nhưng hãy để Thầy ở đây là nơi cầu nguyện và bình an. Đi đi, nguyện Thiên Chúa soi cho con những gì là tốt. Giê-xu rời người môn đệ và đi vào giữa các cây ô liu, và tất cả đều chấm dứt. Cho sinh tốt tươi, ai ơi mở lòng ra đón nhận. Lời người sẽ soi sáng trí lòng, lời người sẽ soi sáng trí lòng. Chúa vui xuống đến bên con người, cho ta nghe tiếng là nguồn ơn tái sinh,
cho ta tìm được ơn cứu độ. Nơi người ngàn năm với đất trời. Xuống để xin con người cho ta nghe, cho ta nghe yêu nhịp vỗ yêu, cho ta nghe tình yêu thôi khúc đầy chân lý bay gọi người ơi. Lời Chúa đã đến trong tim người, lời Chúa đã trao sinh tốt tươi, ai ơi mở lòng ra đón nhận lời. Giê-xu gặp Gioan, Zebedee tại Gethsemane. Tôi thấy Giê-xu đi về phía một căn nhà nhỏ thấp, màu trắng, ở giữa vườn ô liu. Một cậu con trai ra khỏi đó và chào người. Dường như anh ta cư ngụ ở đây, vì trong tay anh ta có dụng cụ để tưới cây và dãy cỏ. Thiên Chúa ở cùng thầy, Rabbi. Người môn đệ Gioan của thầy đã tới, và bây giờ anh ta lại ra đi để gặp thầy. Anh ấy đi lâu chưa? Chưa, anh vừa đi ngã này. Chúng con tưởng rằng thầy sẽ tới từ lối Bethany. Giê-xu bước vội đi vào ngõ đó. Người nhận thấy Gioan đang xuống dốc, hầu như chạy về phía thành phố, và người gọi ông. Người môn đệ quay lại, mặt rạng rỡ vui mừng. Ông kêu lên: "Ôi, thầy của con!" Và ông trở lại phía sau, cũng chạy. Giê-xu mở cánh tay ra cho ông, và cả hai ôm hôn nhau cách tình nghĩa. "Con đi tìm thầy. Con nghĩ rằng thầy đã ở Bethany như thầy đã nói." "Ừ, thầy đã muốn làm vậy. Thầy cũng phải bắt đầu rao giảng quanh vùng Jerusalem. Nhưng rồi thầy bị giữ lại trong thành để giáo huấn một người môn đệ mới." "Mọi điều thầy làm đều tốt và thành công. Thầy thấy không? Vừa lúc này, chúng ta đã được gặp nhau ngay." Hai người bước đi. Giê-xu đặt tay trên vai Gioan. Ông nhỏ con hơn, nhìn người từ phía dưới, sung sướng về sự thân mật này. Và như vậy, họ trở về nhà. "Con tới lâu chưa?" "Chưa thầy. Con từ Đô Cô ra đi lúc bình minh với Simon, mà con đã nói điều thầy muốn. Rồi chúng con nghỉ ở miền quê Bethany, chia sẻ đồ ăn và nói về thầy với các nông dân mà chúng con gặp trong cánh đồng. Khi mặt trời thành quá nóng, chúng con chia tay. Simon tới nhà người bạn mà ông ta muốn nói về thầy. Đó là người chủ hầu như của hết vùng Bethany. Ông biết ông ta vào thời cha mẹ hai người còn sống. Nhưng ngày mai Simon sẽ tới đây. Ông ta bảo con thưa thầy là ông ta sung sướng được phục vụ thầy."
Simon là người rất có khả năng. Con cũng muốn được như ông, nhưng con là một thằng con trai ngu. Không, Gioan, con cũng rất tốt. Có phải thực sự là thầy bằng lòng với thằng Gioan tội nghiệp của thầy không? Rất bằng lòng, Gioan của thầy, rất. Ôi, thầy của con. Gioan cúi xuống âu yếm cầm bàn tay của Giêsu. Ông hôn nó và cà lên mặt như để vuốt ve. Họ tới căn nhà nhỏ. Họ vào cái nhà bếp thấp và ám khói. Ông chủ nhà chào. Bình an cho thầy. Giêsu trả lời. Bình an cho nhà này, cho ông và những người ở với ông. Thầy có một môn đệ ở với thầy. Cũng có bánh và dầu cho ông ta nữa mà. Con có mang theo cá khô mà Phêrô và Giacôbê cho con khi đi qua Nazareth. Mẹ thầy gửi con bánh và mật ong cho thầy. Con đã đi không nghỉ, nhưng bây giờ bánh bị cứng rồi. Không quan trọng, Gioan. Nó luôn luôn có hương vị bàn tay của người mà. Gioan kéo kho tàng của ông ra khỏi giỏ mà ông để trong một góc. Tôi thấy cá khô được chuẩn bị kiểu khác thường. Họ bỏ nó vào nước sôi một lát, rồi chắc bơ và dầu lên và hơ lên lửa. Giêsu chúc lành cho của ăn và ngồi ăn với người môn đệ cùng bàn với ông chủ nhà mà tôi nghe gọi là Giô-na và con trai ông. Bà mẹ ra vào mang cá và ô liu đen sao nấu chín với nước có gia vị và nêm dầu. Giêsu cũng dâng hiến mật ong, người tặng cho người mẹ bằng cách chét lên bánh. Đây là tổ ong của tôi. Người nói, mẹ tôi săn sóc bầy ong. Ăn đi, nó ngon lắm. Bà quá tốt với tôi, Maria. Bà đáng được như vậy và hơn nữa. Người nói vậy vì người đàn bà không muốn ăn mất phần mật ong ngon lành của người. Bữa ăn kết thúc mau chóng giữa những đàm thoại. Vừa ăn xong thì họ tạ ơn vì lương thực đã ăn. Giêsu nói với Gioan, đi ra ngoài vườn ô liu một lát. Đêm ấm và sáng, ở bên ngoài một chút rất tốt. Ông chủ nhà nói, thưa thầy, tôi chào thầy, tôi mệt. Con trai tôi cũng vậy. Chúng tôi đi nghỉ. Tôi mở cửa và để đèn trên bàn. Thầy biết phải làm thế nào? Được, Giô-na, đi ngủ đi và tắt cả đèn nữa. Trời đẹp, trăng sáng, chúng tôi nhìn thấy, không cần đèn. Nhưng môn đệ của thầy, anh ta ngủ ở đâu? Với tôi, trên chiếu của tôi, vẫn còn chỗ cho anh ta, phải không Gioan? Gioan như xuất thần, với ý tưởng được ngủ bên Giêsu. Họ ra ngoài vườn ô liu, nhưng trước đó, Gioan đã lấy cái gì ở trong giỏ của ông để trong góc. Họ đi mấy bước và tới một chỗ dốc, từ đó nhìn thấy hết thành Jerusalem. Giêsu nói, chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau. Nhưng Gioan thích ngồi trên cỏ ngắn chỗ chân Giêsu, và ông ngồi đó tì tay lên đầu gối Giêsu và tựa đầu lên tay ông. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn Giêsu của ông giống như đứa trẻ ở gần người thân yêu của nó. Thầy ơi, ở đây cũng đẹp. Thầy coi kinh thành về đêm có vẻ như lớn hơn ban ngày. Là vì ánh trăng làm mờ đi các đường vòng xung quanh. Còn coi, tự như ánh sáng bạc đã làm lùi các mốc giới hạn. Nhìn cái đỉnh trên đền thờ giống như nó treo trên không, tựa như các thiên thần mang nó trên những cánh bạc của các ngài. Giêsu thở dài. Sao thầy thở dài? Vì các thiên thần đã bỏ rơi đền thờ. Bộ dạng trong trắng và thánh thiện của nó chỉ giới hạn ở các bức tường. Những người phải cho nó một linh hồn, vì mỗi nơi đều có linh hồn của nó, tức là cái tinh thần mà bởi đó nó được xây dựng. Đền thờ phải có linh hồn, cầu nguyện và thánh thiện. Những người đó, thầy nói,
Họ là những người đầu tiên đã lấy mất linh hồn của nó. Gioan, người ta không thể cho cái mà họ không có. Và nếu có rất nhiều thầy cả và Levi sống ở đó, thì không có tới 1/10 trong số họ có tình trạng để cho nơi thánh sự sống. Họ chỉ cho sự chết. Họ thông thương cái chết trong linh hồn họ. Cho nơi thánh, họ có những công thức, nhưng chúng không có sự sống để làm cho chúng sinh động. Đó là những xác chết, chỉ còn có sức nóng đến từ sự thối rữa làm cho chúng trương phình lên. Họ đã làm khổ thầy sao? Gioan rất buồn. Không, cả đến họ đã để cho thầy nói khi thầy xin phép họ. Thầy đã xin à? Tại sao? Vì thầy không muốn rằng thầy là kẻ khai chiến. Nhưng chiến tranh cũng sẽ đến, vì một số sẽ sợ thầy cách ngu xuẩn theo loài người, và thầy sẽ là sự khiển trách đối với một số khác. Nhưng điều đó sẽ viết trên cuốn sách của họ, chứ không phải của thầy. Im lặng một lát, rồi Gioan bắt đầu nói. Thưa thầy, con biết Anna và Cam Phan. Gia đình con giao tiếp với họ trong việc làm ăn. Và khi con ở Jude, vì lẽ ông Gioan tẩy giả, con cũng tới đền thờ và họ tử tế với các con trai của Zebedee. Ba con luôn luôn dành cho họ những cá tốt nhất. Đó là thói quen. Thầy biết, khi người ta muốn có họ làm bạn và giữ tình bạn của họ, thì phải làm vậy. Thầy biết. Khuôn mặt của Giê-xu tối sầm lại. Vậy nếu thầy đồng ý, con sẽ nói với vị đại thượng tế. Rồi nếu thầy muốn, con biết một người có liên lạc làm ăn với ba con. Đó là một thương gia buôn cá dầu. Ông có một căn nhà đẹp và lớn ở gần trường đua, vì đó là những người giàu. Nhưng họ cũng tốt. Thầy sẽ thoải mái ở đó hơn, và thầy sẽ bớt mệt hơn. Để tới tận đây, phải đi qua khu Ophel rất ổn ào và luôn luôn ngổn ngang lừa ngựa và con nít cãi lẫy. Không, Gioan, thầy cảm ơn con, nhưng thầy rất dễ chịu ở đây. Con thấy bình an chừng nào. Thầy cũng đã nói như vậy với người môn đệ khác, đã đề nghị với thầy cùng một điều. Ông ta nói, để được kính nể hơn. Con nói để thầy bớt mệt. Thầy không mệt. Thầy đi bộ rất nhiều mà không bao giờ mệt. Con biết cái gì làm cho thầy mệt không? Sự dửng dưng. Ôi, đó là gánh nặng. Tự như thầy có quả tạ đè trên tim. Con yêu thầy Giê-xu. Ừ, con làm nhẹ nhõm cho thầy. Thầy rất yêu con, Gioan. Và thầy sẽ yêu con mãi mãi. Vì con không bao giờ phản bội thầy. Phản bội thầy? Ôi! Nhưng có rất nhiều người sẽ phản bội thầy. Gioan nghe đây, thầy đã bảo con rằng thầy chậm lại để giáo huấn một môn đệ mới. Đó là một người Do Thái, học thức và có tiếng. Vậy sẽ bớt mệt cho thầy rất nhiều, hơn là với chúng con. Thầy ơi, con rất bằng lòng vì thầy có người có khả năng hơn chúng con. Con tưởng rằng thầy sẽ bớt mệt hơn. Nếu ông ta bớt ngu hơn chúng con, ông ta sẽ hiểu thầy hơn và phục vụ thầy tốt hơn. Nhất là nếu ông ta yêu thầy hơn. Đó, con nói đúng. Nhưng tình yêu không đi đôi với học vấn và giáo dục. Một con tim trinh trong yêu với hết sức lực của tình yêu đầu tiên nơi nó. Điều đó cũng đúng với sự trinh trong của tư tưởng. Tình yêu in lên trên con tim và tư tưởng trong trắng dễ hơn là in lên một nơi đã có những tình yêu khác.
Nhưng nếu Thiên Chúa muốn, Gioan, nghe đây, thầy xin con làm bạn với ông ta. Trái tim thầy rung lên khi đặt con, một con chiên chưa bao giờ bị xén lông, ở gần một kẻ đã biết đời sống. Nhưng ông ta cũng phải dè, vì ông ta biết con là con chiên, nhưng cũng là con ó. Và nếu vì chán trường, ông ta muốn làm cho con chạm đất, đất buồn, đất của tình cảm tốt theo loài người, thì con, với một cú đập cánh, con biết giải phóng cho mình và chỉ biết trời xanh với mặt trời. Trong mục đích này, thầy xin con, trong khi vẫn giữ mình như con, là làm bạn với người môn đệ mới mà Simon Ferro sẽ không yêu, những người khác cũng vậy, để chuyển con tim của con sang cho ông ta. Ôi thầy, có thầy rồi không đủ sao? Thầy là vị thầy, ông ta sẽ không nói hết. Con là đồng môn đệ, trẻ hơn ông ta nhiều, ông ta sẽ dễ dàng cởi mở ra với con. Thầy không bảo con nhắc lại cho thầy những điều ông ta nói với con. Thầy ghét thói do thám và những kẻ tố giác. Nhưng thầy xin con giảng tin mừng cho ông bằng đức tin và lòng bác ái của con, bằng sự trong trắng của con, Gioan. Đó là mảnh đất mà nước động đã làm cho ra dơ bẩn. Mặt trời tình yêu phải tẩy uế cho nó. Sự ngay thẳng trong tư tưởng, trong ước muốn, trong việc làm phải thanh tẩy nó. Đức tin phải vun trồng cho nó. Con có thể làm việc đó. Nếu thầy tin là con có thể. Ôi, vâng. Nếu thầy nói rằng con có thể làm việc đó, thì con sẽ làm vì tình yêu đối với thầy. Cảm ơn Gioan. Thưa thầy, thầy đã nói về Simon Ferro. Con liền nhớ lại điều con phải thưa thầy trước tiên. Nhưng niềm vui được nghe thầy làm con quên đi. Khi trở về Capernaum, từ hôm lễ ngũ tuần, chúng con nhận được món tiền thường lệ của nhân vật vô danh đó. Đứa trẻ đã mang đến cho má con, con đã đưa cho Phêrô. Ông lại trả về cho con và bảo con lấy trong đó một chút cho kiểu lưu lại ở Doco và để trở về. Ông bảo con mang cho thầy chỗ còn lại, cho các nhu cầu có thể của thầy. Vì Phêrô nghĩ rằng ở đây không phải tất cả đều dễ chịu. Nhưng thầy nói trái lại. Con chỉ lấy có 2 đồng cho 2 người nghèo gặp ở gần Ephraim. Ngoài ra, con sống bằng số tiền mẹ con cho con và của mấy người đại độ, mà con loan tên thầy cho họ, đã cho con. Túi tiền đây thầy. Ngày mai, thầy sẽ phát cho người nghèo. Như vậy, Judah sẽ học thói quen. Anh họ Judah của thầy đã tới rồi à? Làm sao ông ta có thể lẹ như vậy? Ông ta ở Nazareth và ông không bảo con là sẽ đi. Không, Judah là người môn đệ mới. Ông ta người Iscariot. Con đã thấy ông ta hôm lễ vừa qua. Tại đây, vào buổi chiều thầy chữa cho Simon, ông ta đi với Thomas. À, ra ông đó. Gioan hơi sững sờ. Chính ông ta. Còn Thomas, ông ta làm gì? Ông đã vâng lệnh thầy, chia tay với Simon, người Cana, rồi đi dọc bờ biển để gặp Philip và Bartolomeo. Ừ, thầy muốn các con yêu nhau, không biệt đãi, giúp nhau hộ tư, vui vẻ với nhau. Gioan, không ai toàn thiện cả, người già cũng như trẻ. Nhưng với thiện chí, các con sẽ đạt tới sự trọn lành. Còn những gì các con thiếu, thì thầy sẽ đặt vào trong các con. Các con giống như là con cái của một gia đình thánh. Trong gia đình, có nhiều tính tình khác nhau. Người thì cứng rắn, người thì êm đềm, người thì can đảm, người thì rụt rè.
người thì xung động, người thì dè dặt. Nếu tất cả các con đều giống nhau, thì sẽ có một người trấn áp bằng sức mạnh, và những người khác sẽ bị giảm thiểu. Trái lại, như vậy là các con làm thành một liên hiệp toàn vẹn, vì các con bổ túc cho nhau. Tình yêu liên kết các con, phải liên kết các con vì Thiên Chúa và vì Thầy Giê-xu. Trước tiên vì Thiên Chúa, rồi vì tình yêu đối với Đấng Kitô của người. Con là gì trong gia đình của chúng ta? Con là sự bình an, yêu thương của Đấng Kitô, của Thiên Chúa. Con có mệt không Gioan? Con có muốn vào nhà không? Thầy ở lại để cầu nguyện. Con cũng ở lại để cầu nguyện với Thầy. Tốt, vậy ở lại. Giê-xu đọc thánh vịnh và Gioan tham dự, nhưng rồi tiếng ông tắt đi và vị tông đồ ngủ đầu tựa vào lòng Giê-xu. Người mỉm cười và chùm áo khoác của người lên vai kẻ ngủ, rồi người tiếp tục chắc là cầu nguyện thầm. Thị kiến chấm dứt trong cảnh này. Cho ai đón chờ anh người lạc hương.
Giê-xu là chốn bình yên, bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương, bờ vai Giê-xu. Cho ai đơn trường, ai người lạc hương, mang bao lưỡi phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Bờ vai Giê-xu là chốn. Chương 34. Gioan là mẫu người hoàn toàn của những kẻ hiến thân, hy sinh cho tình yêu cha. Rồi Chúa Giê-xu nói: Một đường song song nữa giữa Gioan và môn đệ kia, đường song song mà từ đó diện mạo kẻ biệt ái của cha nổi lên rõ ràng hơn. Gioan là kẻ từ bỏ cả đến cách suy nghĩ và phán đoán của ông để làm người môn đệ. Ông tự hiến, không muốn giữ lại gì của cá tính mà ông có trước khi được chọn, không giữ lại một phân tử nào. Giuđa là kẻ không muốn lột bỏ mình vì sự hiến tặng của ông không có thực. Ông mang với mình cái tôi bệnh hoạn vì kiêu căng, dâm đãng, tham lam. Ông giữ lối suy nghĩ của ông, vì vậy ông vô hiệu hóa hiệu quả của việc dâng tặng cũng như của ơn huệ. Giuđa là loại điển hình cho các tông đồ thiếu sót, và có biết bao người loại này. Gioan là điển hình cho những kẻ hiến thân làm lễ hy sinh cho tình yêu cha, đó là gương mẫu của con. Cha và mẹ cha là những gương mẫu tuyệt vời, đạt tới như chúng ta là khó, cả đến không thể, vì sự hy sinh của chúng ta là một sự cay đắng hoàn toàn. Nhưng Gioan của cha, đó là lễ hy sinh có thể bắt chước của tất cả những kẻ yêu cha, đồng trinh, tử đạo, linh mục, kẻ rao giảng, tôi tớ của Thiên Chúa và của mẹ Thiên Chúa, hoạt động cũng như chiêm niệm. Đó là gương mẫu của tất cả, đó là kẻ yêu. Còn hãy quan sát hai kiểu lý luận khác nhau, Giuđa tra xét, bàn cãi, ngoan cố, và khi ông có vẻ như nhượng bộ, ông vẫn giữ trong thực tế cái tâm tính của ông. Gioan coi mình như không, ông chấp nhận tất cả, không hỏi lý do và thỏa lòng vì làm vui lòng cha. Đó là gương mẫu. Và con không cảm thấy hoàn toàn an bình trước cách yêu của ông sao? Ôi Gioan của cha và Gioan nhỏ của cha, mà cha muốn càng ngày càng giống kẻ biệt ái của cha hơn. Hãy đón nhận tất cả và luôn luôn nói như vị tông đồ, mọi điều thầy làm đều tốt, để đáng được nghe luôn luôn. Con là sự bình an yêu thương của cha, cha cũng cần sự khuây khỏa Maria. Hãy dâng nó cho cha, và trái tim cha sẽ là chỗ nghỉ ngơi của con. Ngài đã gọi con theo
đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh siêu huyền, kết giao con bằng một cuộc thân duyên. Cùng dâng lời ca cho lòng con thánh Chúa, bao nhiêu ơn ơn như vâng hằng tràn Chúa. Dũng con kiên trì, dũng con kiên trì, bao nguy không về, dũng con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng lời con trong môi Chúa, xin cho tình con không hề quen thua. Hướng chi con gương, chi con hên yêu không nên yêu không, dũng con vun trồng một niềm yêu Chúa. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tăm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo con bước theo Ngài, đường thâm xa xa vời, dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi. Dâng lại ta tham tôn tên Chúa, bao nhiêu hồng ân vâng hằng tràn Chúa. Dũng con kiên trì, cho nguy không hề, dũng con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con trông về Chúa, xin cho tình con không hề quen thua. Hướng chi con mến yêu không mến yêu không, dũng con vòng tròn một niềm yêu Chúa. Giê-xu và Iscariot gặp Simon Zelote và Gioan. Tôi thấy Giê-xu và Giuđa Iscariot đi lại gần một trong các cổng của nội khu đền thờ. Thầy có chắc là ông ta sẽ đến không? Giuđa hỏi. Thầy chắc. Ông ra đi từ lúc rạng đông, từ Bethany. Và ông sẽ gặp môn đệ đầu tiên của thầy tại Gethsemane. Một im lặng, rồi Giê-xu dừng lại, nhìn tận mặt Giu-đa, người dò xét ông, rồi người đặt một tay lên vai ông và hỏi: Giu-đa, tại sao con không nói cho thầy điều con nghĩ? Điều con nghĩ à?
con chả nghĩ gì đặc biệt lúc này cả, thầy. Các câu hỏi thì con đã hỏi thầy quá nhiều. Chắc chắn thầy không thể phàn nàn về sự yên lặng của con. Con đã hỏi thầy nhiều câu và cho thầy nhiều chỉ dẫn về thành phố và dân chúng. Nhưng con không mở tâm hồn con ra cho thầy. Con thấy có gì là quan trọng đối với thầy về những chỉ dẫn liên quan tới tài sản và các thành phần của gia đình nọ, gia đình kia. Thầy đâu phải là một kẻ nhàn cư tới đây cho qua giờ. Con biết tại sao thầy đến, và con có thể hiểu rõ rằng thầy lưu tâm trước hết để làm thầy cho các môn đệ của thầy. Chính vì thế, thầy muốn họ phải chân thành và tin cẩn. Ba con có yêu con không, Giuđa? Ông rất yêu con. Con là sự hãnh diện của ông. Khi con đi học về, và cả sau này, khi con từ Jerusalem trở về Kerod, ông muốn con kể hết cho ông. Ông lưu tâm tới hết những gì con làm. Ông vui nếu con tốt. Nếu đôi khi, lẽ tự nhiên, mọi người đều có thể lầm. Nếu đôi khi con sai và bị rầy, ông chỉ cho con thấy điều tốt trong lời khiển trách mà người ta nói với con, hoặc sự sai lầm trong cách hành động của con. Nhưng ông làm rất êm đềm, giống như người anh. Để kết thúc, ông luôn luôn nói: "Ba nói với con như vậy vì ba muốn Giuđa của ba là người công chính. Ba muốn được chúc phúc qua đứa con của ba." Ba con như vậy đó. Giê-xu không ngừng chăm chú nhìn người môn đệ thành thật cảm động. Khi nhớ lại ba ông, người nói: "Đó, Giuđa, hãy chắc chắn về điều thầy sắp nói với con đây. Không có điều gì làm cho ba con sung sướng bằng con làm môn đệ trung thành của thầy. Thần chỉ ba con sẽ nhảy mừng tại nơi ông đang chờ đợi ánh sáng. Vì nếu ông đã dạy con như vậy, thì chắc ông là người công chính khi thấy con làm môn đệ thầy. Nhưng để được như vậy, con phải tự bảo mình: tôi sẽ tìm lại được người cha mà tôi đã mất. Người cha giống như anh cả đối với tôi. Tôi sẽ tìm thấy ông trong Giê-xu của tôi, và với người cũng như người cha yêu dấu mà tôi còn khóc thương. Tôi sẽ nói hết để người hướng dẫn tôi, chúc lành cho tôi hoặc khiển trách tôi êm đềm. Xin đấng hằng hữu và con, nhất là con, làm sao để Giê-xu chỉ nói với con một lời: hãy tốt, thầy chúc lành cho con. Ôi, vâng, Giê-xu, vâng. Nếu thầy yêu con như vậy, con sẽ tốt như thầy muốn, và như ba con muốn, và má con sẽ không còn cái gai trong tim của bà. Bà luôn luôn nói: con ơi, con không còn ai hướng dẫn, mà con còn cần biết bao. Khi bà biết rằng con được thầy hướng dẫn, thầy sẽ yêu con như không một ai khác có thể yêu. Thầy yêu và sẽ yêu con chừng nào, đừng làm thầy thất vọng. Không, thầy ơi, không. Con đầy thói hư, tham lam, ghen tị, ham chức quyền, thích thú vui, tất cả trong con đều đụng phải sự kích thích tốt của thầy. Thầy coi vào lúc nãy đây, thầy đã làm con khổ. Đúng ra không phải thầy làm, mà tại tính xấu của con. Con tưởng mình là môn đệ đầu tiên của thầy, mà thầy bảo con rằng thầy đã có một người khác. Chính con đã thấy. Con không nhớ rằng hôm lễ vừa qua thầy đã ở đền thờ với nhiều người Galilee. Con nghĩ đó là những người bạn.
con tưởng mình được chọn đầu tiên và một số phận như vậy, và do đó là kẻ biệt ái. Trong trái tim thầy, thầy không phân biệt người sau cùng với người thứ nhất. Nếu người thứ nhất thiếu sót, trong khi người sau cùng thánh, thì khi đó, trước mặt Thiên Chúa, thầy phải có sự phân biệt. Nhưng thầy yêu họ như nhau. Thầy yêu người thánh với tình yêu sung sướng, người tội lỗi với tình yêu đau khổ. Nhưng kìa, Gioan đang đến với Simon. Gioan là người đầu tiên. Simon là người thầy đã nói với con hai bữa trước đây. Simon và Gioan, con đều đã gặp. Một người là bệnh nhân trước kia. À, người cùi, con nhớ, đã là môn đệ thầy rồi. Từ ngày hôm sau. Còn con, tại sao con phải chờ lâu vậy? Judah. Đúng vậy, xin lỗi. Gioan đã nhận ra thầy và chỉ cho Simon. Họ nhấn bước. Lời chào của Gioan là cái hôn trao đổi với thầy. Trái lại, Simon quỳ xuống hôn chân Giê-xu và kêu lên: Vinh quang cho vị cứu tinh của con. Xin thầy chúc lành cho tôi tớ thầy để các hành động của nó là thánh trước mặt Thiên Chúa. Và con còn chúc phúc cho nó, vì nó đã cho con được có thầy. Giê-xu đặt tay trên đầu ông. Ừ, thầy chúc lành cho con, để cảm ơn con vì công việc của con. Đứng dậy đi Simon. Đây là Gioan, đây là Simon. Còn ông này là môn đệ mới nhất của thầy. Ông cũng muốn theo chân lý. Vì vậy, ông là người anh em với tất cả các con. Họ chào nhau, hai người Do Thái với sự dè dặt. Gioan có vẻ tìm hiểu. Con mệt à Simon? Giê-xu hỏi. Thưa thầy không, cùng với sức khỏe, một sự cường tráng đã đến với con như con chưa hề có. Và thầy biết rằng, con đã sử dụng nó cách tuyệt vời. Thầy đã nói với nhiều người, và mọi người đều nói với thầy về con, như một kẻ đã được huấn luyện về đấng Messiah. Simon mỉm cười bằng lòng. Mới hôm qua con nói về thầy với một người Israel ngay chính. Con hy vọng một ngày kia thầy sẽ biết ông, và con muốn rằng chính con là kẻ dẫn thầy đến với ông ta. Không thể được. Judah ngắt lời. Thưa thầy, thầy đã hứa với con là sẽ đi với con tại Judea. Thì thầy sẽ đi. Simon sẽ tiếp tục dạy cho người ta về việc thầy đến. Thời gian vắng lắm các bạn ơi, mà dân chúng thì quá đông đúc. Bây giờ thầy đi với Simon. Chiều nay các con sẽ tới gặp thầy trên đường núi Ô Liu, và chúng ta sẽ phát tiền cho người nghèo. Đi đi. Giê-xu ở lại một mình với Simon. Người hỏi ông. Người ở Bethany, đó là một người Israel đích thực. Một người Israel đích thực. Nơi ông có tất cả những ý tưởng theo thời, nhưng cũng có một sự chờ mong đứng Messiah. Khi con nói với ông người đang ở giữa chúng ta, ông ta trả lời ngay. Hạnh phúc chừng nào được sống giờ này. Một ngày kia chúng ta sẽ tới nhà ông để mang phúc lành cho nơi ở của ông. Con đã thấy người môn đệ mới. Con đã thấy. Ông ta trẻ và có vẻ thông minh. Đúng, ông ta như vậy. Con là Do Thái, con sẽ khoan dung với ông ta hơn những người khác về các tư tưởng của ông ta. Đó là một ước mong hay là một mệnh lệnh? Đó là một mệnh lệnh êm nhẹ. Con đã đau khổ nhiều, con có thể có nhiều khoan dung hơn. Sự đau khổ là thầy của nhiều thứ. Nếu thầy ra lệnh đó cho con sẽ hoàn toàn đại lượng đối với ông. Ừ, như vậy nhé.
Có lẽ Phêrô của thầy, và không phải chỉ có mình ông sẽ hơi bực mình vì thầy lo săn sóc người môn đệ này tới thế. Nhưng một ngày kia họ sẽ hiểu, một người càng bệnh hoạn thì càng cần được săn sóc. Những người khác, ôi những người khác cũng sẽ tự đào tạo cho họ chỉ bằng sự tiếp xúc. Thầy không muốn tự mình làm hết. Thầy xin thiện chí của người ta và sự giúp đỡ của những người khác để đào tạo một người. Thầy xin các con giúp thầy, và thầy biết ơn các con vì sự giúp đỡ của các con. Thưa thầy, thầy nghĩ rằng ông ta sẽ làm thầy thất vọng. Không, ông ta trẻ và ông ta lớn lên ở Jerusalem. Ôi, ở bên cạnh thầy, ông ta sẽ sửa chữa hết những tật xấu của thành phố này. Con chắc vậy. Con đã già, đã khô héo trong sự thù ghét, mà con đã hoàn toàn kinh tân từ lúc con nhìn thấy thầy. Giê-xu thì thầm: chớ gì được như vậy. Rồi người nói lớn: hãy lên đền thờ với thầy, thầy sẽ giảng tin mừng cho dân. Thì kiến chấm dứt.